không phải Mỹ hay Trung Quốc. Quốc gia này mới là thiên đường xe điện, 80% là xe xanh. 2 năm nữa dừng bán xe xăng, đi trước thế giới cả thập kỷ. Tại quốc gia này, xe điện chiếm ưu thế với Tesla, giữ vị trí là hãng xe điện bán chạy nhất. Tỷ lệ xe điện đáng mơ ước. Tại Na Uy, xe điện chiếm đến 80% trong số các phương tiện tại đây, không phải bất kỳ quốc gia nào khác. Đây chính là nơi minh chứng cho tương lai của ngành xe điện. Số lượng các trạm sạc đã vượt xa số lượng các trạm bơm xăng. Tại các khu vực do dịch vụ Sico Car điều hành, vào những ngày cuối tuần mùa hè, khi dư luận Oslo thường di chuyển đến vùng nông thôn để nghỉ dưỡng, dòng điện để sạc đôi khi xuống gần mức cạn kiệt. Vào năm 2022, 80% doanh số bán ô tô mới ở Na Uy là xe điện, đưa quốc gia này đi tiên phong trong việc chuyển sang phương tiện di chuyển chạy bằng pin. Nước này sẽ chấm dứt việc bán ô tô động cơ đốt trong vào năm 2022. Các đại lý và nhà bán lẻ ô tô đã phải thích nghi với điều này. Việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tại đây đã sắp xếp lại ngành công nghiệp ô tô, biến Tesla trở thành thương hiệu bán chạy nhất và loại bỏ các nhà sản xuất ô tô lâu đời như Renault hay Fiat. Bên cạnh đó, yếu tố về môi trường cũng trở nên tích cực một cách đáng kể. Không khí ở thủ đô Oslo đã trở nên sạch sẽ và trong lành hơn, và đặc biệt trở nên yên tĩnh hơn khi các phương tiện chạy bằng xăng và dầu vốn ồn ào đã bị loại bỏ. Lượng phát thải khí nhà kính của Oslo đã giảm 30% kể từ năm 2009. Nhưng không có tình trạng thất nghiệp hàng loạt của công nhân trạm xăng và lưới điện không bị sập. Na Uy bắt đầu quảng cáo xe điện vào những năm 1990 để hỗ trợ cho Think, một công ty khởi nghiệp xe điện trong nước mà Ford Motor đã sở hữu trong một vài năm. Xe chạy bằng pin được miễn thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu cũng như phí đường cao tốc. Chính phủ cũng trợ cấp cho việc xây dựng các trạm sạc nhanh, cơ sở hạ tầng rất quan trọng ở một quốc gia lớn gần bằng California với chỉ 5,5 triệu dân. Các chính sách đưa Na Uy đi trước Mỹ hơn một thập kỷ khi chính quyền của Tổng thống Biden đặt mục tiêu 50% doanh số bán xe mới sẽ là xe điện vào năm 2030, một cột mốc mà Na Uy đã đạt được vào năm 2019. Thích nghi một cách an toàn. Xe điện là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Oslo nhằm giảm lượng khí thải carbon dioxide xuống gần như bằng không vào năm 2030. Tất cả xe buýt thành phố cũng sẽ chạy bằng điện vào cuối năm nay. Ở những nơi khác, lưới điện của Na Uy vẫn hoạt động tốt ngay cả khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng vọt. Tuy nhiên, theo tính toán của Hiệp hội Xe điện, hầu hết các chủ sở hữu đều sạc ô tô vào ban đêm khi nhu cầu thấp hơn và điện năng rẻ hơn. Bà Anne Nistrud, giám đốc điều hành của Elvia, một công ty cung cấp điện cho Oslo và khu vực lân cận cho biết, họ đã phải lắp đặt các trạm biến áp và máy biến áp mới ở một số nơi. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng chúng tôi chưa thấy bất kỳ vấn đề nào về sự cố sập lưới điện. Cũng không có sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong ngành cơ khí ô tô, xe điện không cần thay dầu và ít phải bảo dưỡng hơn xe chạy xăng, nhưng chúng vẫn có tỷ lệ hỏng hóc. Xe điện đang tạo ra việc làm trong các ngành công nghiệp khác. Ở Fredrikstad, cách thủ đô Oslo 88 km về phía nam, một nhà máy thép cũ đã trở thành một trung tâm tái chế pin và tạo ra việc làm cho người lao động. Nếu bất cứ ai phải lo lắng về công việc của họ, thì đó là đại lý xe hơi. Sự biến mất gần như hoàn toàn của xe chạy bằng xăng và dầu diesel khỏi các phòng trưng bày đã sắp xếp lại ngành công nghiệp. Tập đoàn Møller Mobility từ lâu đã là nhà bán lẻ ô tô lớn nhất của Na Uy, với doanh thu năm ngoái là 3,7 tỷ USD và có các đại lý ở Thụy Điển và các nước vùng Baltic. Cửa hàng Møller tại Oslo tràn ngập những chiếc Volkswagen chạy điện như ID.4 và ID.Buzz và chỉ có một vài chiếc xe đốt trong. Tuy nhiên, Tesla đang bán chạy hơn Volkswagen ở Na Uy, chiếm 30% thị trường so với 19% của Volkswagen và các thương hiệu Skoda và Audi của họ, theo hội đồng đăng thông tin được bộ. Doanh số bán ô tô điện của các công ty Trung Quốc như BYD và XPeng cũng đang tăng lên. Nếu mô hình đó lặp lại ở những nơi khác, ở châu Âu và Mỹ, một số nhà sản xuất ô tô lâu đời có thể sẽ không tồn tại. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.